Tại phần thực binh sáng nay, với nội dung xử trí tình huống, tiểu đoàn bộ binh được tăng cường phản kích, đánh địch đột nhập. Ngay khi có lệnh, các loại hỏa lực như súng máy phòng không 12 ly 7, SPG-9, pháo 85, B-41, cối 82, cối 100, trung liên, đại liên đồng loạt khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp, phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương và dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội, nên các mục tiêu đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Quá trình diễn tập, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đưa bộ đội vào thử thách tại địa điểm diễn tập mới, tăng thời gian hành chủ quân trong chiến đấu, trong đó có tiến hành vượt sông và xử lý tình huống tác chiến, để cán bộ chiến sĩ rèn luyện, nâng cao nền tảng thể lực, sức chịu đựng khó khăn, gian khổ. Qua diễn tập giúp nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chính quyền, trình độ tham mưu của các ban ngành đoàn thể thành phố Hà Nội về công tác quốc phòng an ninh, đặc biệt là khả năng tổ chức chỉ huy của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ.